Tôi Tim chào tất cả các bạn. Ok các bạn ơi, mình mới đi cắt cái đầu tóc vậy các bạn. Mình mới qua mình thiết kế tóc mình bữa giờ cũng dài dài, các bạn xem video clip trước cũng thấy các bạn. Hôm nay mình qua mình khón cái đầu tóc cho ông chú cắt tóc các bạn. Thì mình nói là hớt tóc y Phật. Cái ông không nghe cái giọng của mình hay sao á. Ông quốc y Phật luôn. Rồi xong thành cái đầu bùm luôn. Thiệt lần đầu tiên mình sử dụng đầu tóc đây luôn các bạn. Hơi ngáo ngáo xíu nha. Hôm nay mình sẽ tổ chức một trò chơi cho các bạn xem. Đó là mình đưa ra một thử thách dành cho đại ca của mình. Các bạn đố các bạn biết đại ca mình là không các bạn? Xin mời đại ca nào. Mô Phật. Đây, đây là đại ca của mình nha các bạn. Bạn nhìn bác biết dân chơi luôn, hai thằng ngáo ngáo ngáo. Đại ca, chào các bạn cái đại ca. Chào các bạn. Đó. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ đưa ra một cái trò chơi vui chơi có thưởng, nói chung là một mini game nhỏ thôi các bạn. Đại ca biết mini game là gì không đại ca? Mini là thấy nhỏ rồi. Ông mini game này là có gọi là vui chơi có thưởng mà thưởng lớn luôn. Nếu đại ca mà vượt qua được cái thử thách mà của em đưa ra cho đại ca luôn. Đại ca dám chơi không? Nhưng mà đại ca được bục lợi một cái thì biết lợi gì không? Đại ca mà vui chơi á, chơi mà đúng á thì có thưởng. Mà dạng như là chơi trúng thì có thưởng, mà chơi chặt thì người ta nói câu gì ta? Trúng thì trò chơi, quả trúng thì trời cho mà chặt thì trò chơi á. Okay, đúng rồi, câu đó. À thôi thì bây giờ không liên thăng thêm nữa, bây giờ mình sẽ dành ra cho đại ca mình 3 lần chơi ha. Thích 3 lần hay là một lần duy nhất, là một lần duy nhất thì thưởng cao, còn 3 lần. Nói chung là mức thưởng á bây giờ mình đưa ra các bạn. Đây ở đây mình đã cho chuẩn bị sẵn 5 xị nha. Nếu như mức thưởng mà đưa qua một lần á mà đại ca của mình thực hiện được liền á các bạn thì được luôn 5 xị luôn cho nó máu các bạn. Còn nếu mình có chơi nháp không? Chơi nháp á. Ý là muốn test trước hay sao? Ừ, thể lợi trò chơi rồi kia cho nó. Ý là đại ca muốn test làm sao, test thứ là test làm sao. Thì giờ trò chơi gì mới được? Bây giờ có cầm tiền thưởng trước cho có động lực không? Không, tiền không quan trọng, quan trọng là mình quan chơi. Trọng là mình vượt qua thử thách đúng không? Rồi ok, đúng, tiền không quan trọng, quan trọng là chơi trật không có tiền là buồn. Đấy, thôi thì bây giờ các bạn mình sẽ đưa ra ở đây một cái mini game, một cái câu nói mà nói đi nói lại lặp lại 10 lần mà không vấp á thì sẽ là được phần thưởng. Một nếu nói một được một lần các bạn thì sẽ được 5 xị nha. Nghe rõ và nghe kỹ nha. Rồi, đại ca. Ok. Đại ca sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi ok. Câu đố hôm nay mình sẽ đưa ra cho đại ca mình nói là 10 lần liên tục nếu không vấp sẽ có thưởng 5 xị. Đó chính là một. Hầu giờ nghe cái câu nói mà bắt cọp bốn cọp chưa? Rồi. Rồi đó, câu đó. Nói được 10 lần nha. Thì hôm nay mình đưa ra thế lợi này thì mình sẽ test trước cho các bạn xem luôn. Mình sẽ nói 10 lần không bắp nha. Bắt con cọp, bốp cọp, bắt 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 cọp, bốp cọp. Đó. 15 lần luôn không bắp nha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ đưa ra cho đại ca của mình. Đại ca mình máu ướt cái đầu tóc tắn. Đó. Nếu như mà nói 10 lần nhanh, bắt cọp, bốp cọp, bắt cọp, bốp cọp mà không bắp á thì mình sẽ, nếu như một lần mà nói được ngay các bạn thì mình sẽ thưởng cho đại ca của mình 5 xị luôn cho nó máu các bạn. Ok chưa? Đại ca có tập vợt trước hay là có thích tập vợt trước không, hay là nếu như mà đại ca không cần tập vợt á, nếu mà đại ca nói phát một được liền á, giải thưởng có sở là nâng cao lên một 5 xị và tối nay đi một chuyến hát Tây Vác. Thì đại ca vừa đọc vừa tính nha, vừa đọc vừa tính giơ ngón tay tới các bạn xem và kiểm chứng cùng mình luôn nha các bạn. Đấy. Rồi giờ mình chơi nha. Mấy lần? Một lần ha. Nó bự đi. đại ca phải nói bự để cho các bạn ở đây xem và đánh giá luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đánh giá cùng mình nha, bởi vì mình nghe nhiều khi biết đâu mà 9 lần lần thứ 10 lộn để đại ca mình nó cãi các bạn. Đó, đại ca mình nhìn là biết chân chơi rồi. Một. Nó nhanh nha, nó nhanh. Đây này, đại ca đọc theo thói lợn như vậy này. Các bạn giơ ngón một rồi nha. Là bánh cột, bốp cột, bánh cột, bốp cột, bánh cột, bốp cột. Đó, nói vậy. Không mà hồi xưa giờ là mình thích giơ gì trước. À rồi, ok, giơ dài trước được. Được. Không, ngón tay thúi, ngón tay thúi là mình sẽ không giơ các bạn rồi. Mặc dù mình biết là cái ngón tay này là ngón tay thúi nha các bạn nha.
Thôi không, giờ không có liên thang thêm nữa, đợi im đại ca mình chú tâm vào 10 lần nói bánh cột bấm cột bánh cột bấm cột nha các bạn. Đại ca sẵn sàng dứt. Ê mà từ từ đã. Sao? Một tay bắt cột, một tay bấm cột. Đúng rồi. Một tay bắt cột, tay bắt. Mà đại nhưng mà đại ca phải nói nhanh nha, bánh cột bấm cột bánh cột bấm cột đó, nói nhanh như vậy mới là thế lệnh nó hợp mini game này mới có thưởng được. Chứ đâu phải vui chơi có thưởng là dễ dàng được đâu đại ca, đúng không đại ca? Rồi, ở đó bây giờ 3, 2, 1 là để cho đại ca chú tâm không suy nghĩ gì nữa nha các bạn. Đấy, để đại ca nói luôn. Bắt cọp, bóp cọp, bắt cọp, bóp cọp, bắt cọp, bóp cọp, bắt cọp, bóp cọp, bắt cọp, bóp cọp. Bắt cọp, bóp cọp. Bắt cọp, bóp cọp. Cái gì? Mới nói gì? Lần đầu đại ca mình đã bị thất bại nha các bạn, không thể nào mà vượt qua được lần đầu thì số tiền thưởng nó sẽ giảm xuống nha các bạn, không thể nào mà lượm được nem sĩ của mình nữa đâu. Nãy đại ca muốn test trước test thêm lần hai không? Lần hai đi. Nó nhanh lên. Nhanh lên. Bắt cọp bốc. Thì phải nói là một cái sở hữu một cái đánh cấp mưa thế nào nói được bách cột bốc cột bách cột bốc cột bách cột bốc cột nhanh như thế được các bạn, đâu chỉ đua được. Đại ca mình hai lần đã bị thất bại nha các bạn. Mình thứ ba nha. Bách cột bốc cột bách cột bốc cột bách cột bốc cột bách cột bốc cột bốc cột bốc cột. Ê chưa được. Chưa chậm bị dấp rồi, đại ca mình đã không thể nào vượt qua được ba lần, nói chung là thế lợi này được ba lần chơi thôi nha các bạn, nhưng mà đại ca mình bây giờ chung là ba lần đã bị thất bại rồi. Thôi thì bây giờ số tiền thưởng bây giờ nếu như mà đại ca bây giờ cho đại ca sử dụng một lần nữa nè. Nếu đại ca nói được á thì giờ dù gì có số tiền thưởng nó hạ xuống chỉ còn 2 xì thôi nha các bạn, không còn 5 xì như lúc đầu mình ban ra nữa nha. Đó, giờ vui chơi mà trúng thì trời cho mà trật thì trò chơi thôi. Mình tạo điều kiện cho đại ca mình đó lấy tiền tối nay đi hát Tây Quát quay viện, đại ca mình chưa lấy được. Đại ca suy nghĩ test lần cuối đại ca. Bây giờ cho đại ca nhắm mắt. Bóp cọp bóp cọp bóp cọp bóp cọp bóp cọp bóp cọp. Bóp bóp cọp là 11 lần rồi đó. Nói nó chưa ăn rơ sao á. Chứ đòi gì, chứ đòi gì. Giờ nói nhanh nha, bây giờ nói nhanh nha. 3, 1 đi nha. Bóp cọp 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 bóp cọp. Đó, nhanh như vậy luôn. Nó mới hợp lợ được. 3, 2, 1, dứt. Bóp cọp 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 bóp cọp. Cái lần thứ tư đại ca nó bóp gì các bạn nghe rõ không? Biết là đều đại ca ít tóc hơn mình á, nhưng mà thiệt chưa qua mình được cái giai đoạn đó được các bạn ơi. Thiệt đây là một cái thử thách không hề đơn giản đâu các bạn. Các bạn nếu như các bạn nào làm được cái câu nói này nhanh gọn lẹ trong vòng chưa tới 20 giây, nếu mình nói thì trong vòng 15 giây các bạn, nếu các bạn mà nói được 15 giây hãy comment xuống phía dưới nha là tôi làm được, thì tí em sẽ có một phần quà. Ai mà nói đầu tiên thì tí em sẽ có phần quà nho nhỏ dành tặng cho các bạn ở phía cuối mini game này. Đại ca có thử lần nữa không đại ca? Không, nghĩ đi. Giờ đại ca nhắm lại mà. Đáng lẽ là cái game này á như vậy là nó dễ quá. Đáng lẽ là phải là một tay bắt con cọp, hai tay bóp con cọp đúng không? Một tay bắt cọp, một tay bóp con cọp. Một tay bắt con cọp, tay bóp con cọp, tay bắt con cọp, tay bóp con cọp, tay bắt con cọp, tay bóp con cọp, tay bắt con cọp, tay bóp con cọp. Nói chung là cái đó đại ca quá hay, đại ca đã hay. Nói thật sự là cái nãy đại ca mình chưa thành công, nhưng mà cái mà đại ca đã chỉnh đốn lại cái mini game này. Chơi là quá hay. Người ta có dạy là cái gì khó là mình làm trước. Đúng không? Đúng. Cái nãy là nó khó mình làm trước. Đúng. Giống như là chiếm được trái tim của một cô gái là điều khó. Kiếm được thân xác là một điều dễ. Tính ra so với chị em thì nó là kiếm được thân xác trước rồi đó các bạn. Thôi thì bây giờ nói chung là tí em thì nãy cho dù đại ca mình không có thành công được, không có mà chơi được cái mini game của tí em đưa ra, nhưng mà đại ca mình đã chỉnh đốn lại mini game này một cách nó khó hơn nữa, nâng cái level lên các bạn. Nếu các bạn nào mà làm được cái level mà một tay bánh cột, một tay bóp cột, một tay bánh cột, một tay bóp cột y như đại ca mình đưa ra thì đại ca sẽ có phần thưởng. Thì tí em sẽ có một phần quà nho nhỏ gửi tặng đến các bạn. Nếu các bạn comment vào dưới video này sớm
sớm nha các bạn, thì mình sẽ trực tiếp liên hệ các bạn để tặng một cái thẻ cào nho nhỏ để mi thương các bạn vào mini game này. Đấy các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ có một quần quà nho nhỏ gửi tặng đến đại ca mình. Đại ca lấy tờ nào hên xui. Hôm nay có 3 tờ 1 sĩ và 1 tờ 2 sĩ nha các bạn. Dạ đại ca muốn rút tờ nào đại ca rút? Dạ bộ nhắm mắt đi. Đúng rồi. Dạ bộ nhắm mắt. Đúng rồi, đại ca muốn rút hên xui nha. Nói chung là mini vui chơi có thưởng. Dạ bộ nhắm mắt rồi mà, tao đang rút cái tờ đó. Tao rút cái tờ này coi. Rồi sau đây là phần thưởng của mình. Bạn nhìn cái đầu, nhìn cái đầu này biết đại ca mình đang cấp cỡ. Đây là đúng là 5 sĩ. Đây 5 sĩ lần đầu mình đưa ra. Nói chung là bây giờ đại ca sẽ rút một tờ. Nhưng mà đại ca bịt mắt lại, đại ca rút hết. Đúng là một tờ thiệt, mới dính luôn. Game này khó. Tôi nói các bạn là game này khó. Cho nên đây là phần thưởng xứng đáng, gì không? Con người mình là phải dùng cái đầu. Mà có cái đầu thì sẽ có cái này. Rồi. Vậy các bạn. Ok các bạn ơi, thôi bây giờ không có liên quan thêm nữa. Chung là tí em xin khép lại clip tại đây. Chung là hôm nay mình đưa ra một mini game nhỏ cho đại ca mình. Các bạn nếu yêu quý anh em mình thì đừng quên để lại một like và nhấn kích vào đăng ký để nhận được những cái mini game mới nhất. Mình sẽ đưa ra những cái câu đố hay và câu nói hay để dành tặng đến các bạn, để tạo điều kiện cho các bạn suy nghĩ và suy nghĩ. Tôi tí em chào tất cả các bạn.